Rồi xin chào bà con nha, các bạn nha. Hôm nay cái mùng ruồi của mình nè là nó đang nở được khoảng chừng 80-90% mà. Cứng mùng luôn rồi đó các bạn ơi. Là hôm nay nó nở nhiều lắm rồi. Nở số lượng cực kỳ nhiều. Đây là cái mẻ ruồi nở đầu tiên của mình từ khi mình bắt đầu làm đó. Nở đầu tiên. Đây nè, có mấy con nó đang giao phối nè. Đó, nhiều cặp nó giao phối. Đó, đây cái ổ đẻ, nó cũng đang đẻ trong đó đó. Là số lượng lượng cực kỳ lớn. Nhiều lắm nhiều. Nở nhiều lắm các bạn ơi. Thì như nãy mình cũng mới xịt nước cho nó uống, cứ 1 tiếng hay 2 tiếng vậy đó mình xịt nước cho nó uống một lần. Là cái lượng ruồi của mình là cực kỳ nhiều. Hổm gà thấy nó đóng kén rồi, 2-3 ngày không thấy nó nở. Mình cũng sợ sợ nó không nở. Mà hôm nay là không tưởng, nó nở không tưởng luôn các bạn. Nở số lượng ruồi kinh khủng. Ngày mai là mình có thể có thu hoạch trứng rồi đó các bạn. Ngày mai là trứng ruồi mình có thể có rồi đó. Nở số lượng kinh khủng. Ở phía trên này mình nhớ là mình làm toan sáng hay là mình đi bạc trắng nha các bạn. Để cho nó có cái nguồn ánh nắng. Cái con này nó có ánh nắng thì nó mới giao phối. Giao phối nó mới sinh sản được. Còn nhiều các bạn hỏi đó. Tại sao mà ruồi nở ra xong rồi đẻ ít hoặc là nó không đẻ. Tùy các bạn làm trong tối quá. Thì con ruồi nó không thích nghi. Làm trong ánh nắng gì nè. Thì nó có ánh nắng xuống thì con ruồi này nó mới giao phối. Mà cái đàn ruồi mình nó cực kỳ mạnh luôn nha các bạn. Bay đàn luôn. Đây. Bạn nghe tiếng o như tiếng ong nha. Nở cái số lượng lớn. Thì theo ngày mai là mình đã có thu hoạch trứng rồi. Một số trứng nào đó. Đây là cái bể thu nè. Bể thu mà mình cũng chưa hiểu tại sao mà mình nuôi cùng một lượt mà tại sao nó có một số con nó đen chậm. Mấy con ở trong đây thì nuôi cùng lượt mà nó nở ra hết thành ruồi luôn rồi. Đó, nhưng mà còn cái số này nó còn trắng nhiều quá các bạn. Con nào nấy mập đúng không các bạn? Thì mình để thử dài 3 bữa đó coi thử nó đen được hết luôn bao nhiêu phần trăm. Này là cái mùng ruồi mình hôm nay là đạt cực kỳ với số lượng lớn. Thì mình tin rằng là 1-2 ngày nữa mình sẽ được thu hoạch được cái số lượng trứng đó. Thì cứ một ngày vậy đó là mình cứ đưa vô 2-3 ký. Tại mình nuôi quy mô nhỏ mà. 2 ký ấu trùng đen. 1-2 ngày mình đưa vô một lần cũng được. Thì mình sẽ duy trì được cái đàn ruồi mình theo số lượng mong muốn. Và số lượng nhiều đến cái này. Thì hôm nay làm cái clip để mình chia sẻ cho bạn thấy cái đàn ruồi của mình lần đầu tiên mình nuôi đó. Lần đầu tiên ruồi đây nó nở vô mùng vậy. Lần đầu tiên mình nuôi như vậy. Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn là cái cách mà tại sao mà con ruồi nó không đẻ. Nở ra ruồi ruồi nó không đẻ trứng lại cho mình. Là cái mình cần cái nguồn cần thiết của nó là ánh nắng. Các bạn để ý thấy những trời mưa mà u ám 2-3 ngày trời thì các bạn thu hoạch trứng cực kỳ thấp. Theo mình biết là vậy. Còn mà trời nắng thì ruồi sẽ đẻ trứng mình số lượng cực kỳ lớn, nhiều. Thì ngày mai mình sẽ thu hoạch trứng rồi mình sẽ quay lại cái clip
cái thu hoạch cái trứng gùi để cho các bạn xem tham khảo. Đây mình làm bằng que kem, que đè lử đó. Đây nè, những con mà nó nè, những con nó chết này là nó đẻ trứng xong rồi nó chết nè. Dưới nó đang nằm ở dưới ít là nó chưa khô cánh, nó mới nở ra chưa khô cánh. Khi khô cánh nó sẽ bay ra ngoài. Nè, khi mà các bạn để ý mà khi mà con ruồi nó nở ra rồi á, mà hai con ruồi nó đu đít lại với nhau gì nè. Đó, nó đu đít lại gì nè. Là hai con ruồi đang giao phối. Mình xem như thế nào coi nó giao phối cái số lượng nó có nhiều hay không. Còn trời nắng gì nè là nó sẽ giao phối, còn trời mát là nó sẽ không giao phối. Khi mà giao phối xong thì nó sẽ đẻ trứng cho mình thôi. Anh em để nước nhiều quá rồi, nãy xịt nước nhiều quá nó ướt cánh. Đó. Đang ruồi cực kỳ khủng. Còn đây là mình đang có 4 bể nuôi. Mình đậy vậy nha, không phải là mình đậy mà sợ cái gì nha anh em, tại vì ở chỗ mình là chuột nó phá quá anh em ơi. Mình mới đậy theo cái cách này. Chứ thật sự không cần đâu. Đây mình đang có 4 bể nuôi. Đó, là bể kia là mình khai thác. Còn mấy bể này thì mình đang dưỡng ấu trùng bố mẹ là thành giọng đen đó, để mình thì hôm nay thôi mình chia sẻ cái clip tới đây thôi, ít thôi. Rồi ngày mai mình khi mà mình thu hoạch trứng mình sẽ chia sẻ thêm cho các anh em bà con hiểu thêm về cái con ruồi lính đen là sinh sản của nó như thế nào. Thì ngày mai mình sẽ chia sẻ cho các bà con biết. Đây, xin chào bà con.